Mời bà con ăn. Bà bảo có đứng vô thì đứng, còn không thì tính ra. Đây, cầm chung. Thôi. Khoe chứ. Không đứng ở đây bị tối rồi. Lấy sao nói mời Việt Nam đi. Đây đây cái bưởi. Ừ. Đứng lại bên này đi sao? Bên đây nó bị tối rồi. Rồi đứng đây. Có kiếm này. Kiếm chặt tắm. Làm người mẫu. Đây nè, trái này nữa nè. Trái này trái bưởi. Trái nó nhỏ xíu. Bưởi mà nó vàng. Bây giờ gì sao đứng ở vàng. Ai? Trời ơi, giới thiệu bà con xem. Rồi. Dì Sáu nói đi, nó là YouTube của con đó. Thôi, wow, cái trái này đã. Nhà con được. Ủa, mình ăn đỏ. Mình ăn giống như ở chim mà. Trái này nhỏ xíu mà là đá. Còn cây này là cây chanh. Đây cũng già rồi, cây này cũng quýt. Quýt. Anh Năm, già hái luôn đi. Để bên nhà, lệ cứ để cho nó chín từ từ mà ăn. Cây con nó tốt hơn mình ăn, lá buồn lắm, lá đỏ lấy bằng cái bàn tay vậy nè. Trời ơi, nó xuống nguyên một cái gốc vườn, để trồng trong cái gốc cái này nè. Nguyên bự như vậy nè, nó phát triển thôi. Trời ơi, chưa có lên bông nữa hả? Cái này